Hãy đợi với bây đa vinh dục Warren Buffett mình tình hôn robot Tesla xóa. Cảm vị thị cực rộng ảnh chí vật cảm bạp digital. Sử dụng bấm phút đàn nẹ mình thuốc miền. Easy Accounting Software, BBZ-Visor. Vinh hẹn ra chân đạch smart bằng cán bình là tập hiệp kế hạ thàn. Cảm vị chương một chân nằm mốn, Warren Buffett bàn dây phép xa bò miền môi chùm nguồn thà. Cốt mơ mừng khơi, anh à cốt khăn ông rồi dạ phê khlây khlây xe mẹp Tesla xó. Và dây rôm cứ cốt ạc bàn tinh hôn rồi bỏ Tesla thế, cốt ạc bàn vịnh dục chứ môi nâng Tesla thế. Tăng vì Tesla và cao ớt mau mà lại. Hay mình kìa muối, bà kìa đài Tesla thử cả lưới. Elon Musk tẹo tôn từ Tim Cook, tẹo tôn từ Warren Buffett, từ Apple, từ Warren Buffett phong. Đảm bây nào ở tình hồn khá hát này. Ất vịnh dục tới bạn, Ất vịnh dục là hốt đó. Chương một chân năm muốn, cứ chỉ chân năm để cầm hồn Tesla mình ta lấy thay mình tên bạn dường cơ thà. Vì đại quan dây nâng việc bây hồi môi đô la nó không mà hốn á. À lời nâng Tesla mình làm lấy tay môi rối xam sập bây đô la không mà hốn để khi mà đang thà phê được khi mà có bụng dây ní. Warren Buffett có bụng đã truyền tình Tesla Ất. Dường ở đường ấy vần tay đi chết to nên đập hết hò là hết ấy mà chứ còn mình tình này. Hãy thấy mà chìm mơ mình khơi chìm mùi nâng Tesla. Mình tên Warren Buffett cứ quạt bàn viên dụng mùi cụm hôn xên. Nơi chân cứ BYD đó hiện đang ấy Be Your Dream. Chỉ làn mùi đài lập bấy kháng hay quạt có miền làn ở Kisney. Bạn làn con cạp xì sang tách ấy ấy nâng có tràn đài. Nơi chân bạn BYD có bụng cho lệch mùi. Hay Warren Buffett bàn viên dụng tràn chìm mùi nâng cụm hôn này. Warren Buffett cứ quạt bàn tính cụm hôn bà chạy vì chìa mùi chùm nuôn tiết đài. Đối TSMC cụm hôn và lật chip thông trên kia bổng phát nơi lời bị phục lộn nâng có miền hôn ở bác quạt đài. Warren Buffett chỉ tu tới dân sqa quạt quạt ả dụ chú rào nói bà chủ rìa đã hỏi bà này nơi ở toàn châu này quạt tế quạt mỗi đài cụ quạt Charlie Munger nâng cứ ban vinh dục cho mỗi nông hôn chỗ nà bí nhạc quạt nâng cứ chịu bày đài vinh dục hỏi nơi lời lộn nì đờ xa quạt chạp ở đâm dù hỏi bà thằng vì nơi khu mê nhá nà hay là lời tỏa thêm mơ chả chủ rìa đã hỏi quạt ban vinh dục phía chỗ nâng cứ từ lỡ cụm hôn đài xâm ánh được coca cola ấy chẳng hắn nà dễ đúng lơ bà chai vị chiếm mình sâu thì bàn tay trong khối nếu cứ quát viên dục miền ta lan ở kì xin ý ấy ấy nâng hay cồm hôn quát ở lời nâng cứ thả lấy mà hôn cứ buôn rồi học sắp bằng buôn đó là Tesla mà hôn ta tầm rồi giảm bấy á nà và phần tay bê khá Tesla là ơn sân tam toàn nà phần tay Warren Buffett còn ớt trơm mùi nâng cao là ơn phía hôn rồi bỏ Tesla tì chân bật kích lâu đó là lỡ quát trời đó ra hết ấy cao bị Tesla là ơn khăn mình tên cứ quát mơ ở khơi à nà cốt chì mùi nâng Tesla thì hay ở lấy cứ Tesla thẹn khắng bạn ở lấy chập đầu ngợp rẽ rẽ lòng vinh chứng á anh đang và dương dậy bị hôn á hay thay hôn mình tên Tesla đầm lại cầm hôn Tesla buôn hỏi đáp bằng bài pon liên là nơi chỗ này nè hay thay cầm hôn rồi bắt quát Warren Buffett Berkshire Hathaway cứ miền bài chỉ bằng mùi rồi bài sắp buôn pon liên là mơ tới mình không nên ngay mà đây mà này bạn phần tay dạng ná cứ Warren Buffett cứ ắt bàn vinh dục cho mùi thì bạn chụp khnhiệp pi bày đón phần tay chỉ tu tới Elon Musk đang đã đưa đón đã qua rồi thà chạp về dây chẳng á chạp về dây vinh dục ta lơ ở à vây đây Elon Musk qua thà về bồ ran pê vinh dục tại một robot bồ ran chẳng còn mừng khơi Tesla thì chẳng á à tao về nhóm sẽ đạp bọt thằng phía mũi nhạc cái sai xua thà ta nè nâng vinh dục cho mũi nâng cầm hôn Tesla thì Warren Schlau đã ở miền Stetster thì no nhờ Schlau tận chân mòn hay Elon Musk bạn chỉ dùng đưa đón tới bất hại có thà Tesla nâng châu tiêu xa thì nia ra vòng làn có đơn thà dễ rùm Warren Buffett cứ quật mình cầm hôn thì nia ra vòng hay có thà dễ rùm Elon có thà cứ quật ai nâng chân nha nâng không tiêu xa thì nia ra vòng đã ra hại ấy cứ quật đơn bị làn trốn chương Warren Buffett hay Warren Buffett cứ quật xa lại tốt tới bên thà vì mình mến chỉ càng nghe sử dụng tì một rô bó thì nia ra vòng ní cũng khơi thà còn tay thì nia kì hay dô lùi bị kế mẹn tì không cho lo mọi sọ và xong bây ta chi ấm đại bàn chỉ cổng hôn lán thơ nơi không thể nia ra vòng có ọt chục cháy đôi cổng hôn rô bó Warren Buffett đà chẳng có thà không cho lo mấy Elon Musk nên chứng dễ luôn cứ con nơi bạc thị xa hết mộng bạc thị xa Tesla khăn mộng cho hết ấy bàn chỉ con bạc thị xa hết khăn mà lại hết ấy bàn chỉ mình tinh hôn rô bó Tesla sọ nè
ទី1គឺគាត់លើកឡើងរឿងកំណើននៃចំណាយទីផ្សារវាយឺតនេះគឺជាមូលហេតុធំមួយហើយគាត់មើលអត់ឃើញដោយ iPhone ទេកាលចំនួន iPhone លឿនណាស់គាត់ណាចូលក្នុងទីផ្សារភ្លាម iPhone ក្តោបយកទីផ្សារប្រពុបប្រពុបប្រពុបលានគ្រឿងទៅភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែឡានមិនដូចទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងកាលនឹងប្រហែលថាជិត 1,000 ចុះអីចឹងណាប៉ុន្តែឡានមានណាឡានដល់តែ 4-50,000 ដុល្លារណូហើយសពថ្ងៃ Warren Buffett គាត់គិតអញ្ចឹងរបៀបដែលគាត់គិតហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែរទីផ្សារឡានមួយឆ្នាំប្រហែលជារាប់សិបលានគ្រឿង Toyota ប្រហែលជាង10លានគ្រឿងអញ្ចឹងណាចិនពេលខ្លះក៏ច្រើនលានគ្រឿងដែរប៉ុន្តែសពថ្ងៃអ្នកដែលប្រើគឺមានប្រហែលជា200លានគ្រឿងបាទឡានណាមានប្រហែលជា200លានគ្រឿងណែឡានហើយតទៅពេលអញ្ចឹង Tesla ហ្មងតោះនេះមើលថាគាត់លក់ប្រហែលជា1លានគ្រឿងហើយតោះនេះមើលគឺរាប់សិបឆ្នាំហើយហ្នឹងបាទច្រើនឆ្នាំហើយហ្នឹងពេលវេលាដែល Tesla បានបង្កើតមកហើយអញ្ចឹងឡានអគ្គិសនីមួយឆ្នាំថាលក់បាន10លានគ្រឿងចុះតទៅពេលអញ្ចឹង Warren Buffett គឺគាត់មើលឃើញអាហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាឡានអគ្គិសនីជាអនាគតគាត់ថា Tesla អាចជាអនាគតឡានអគ្គិសនីអាចជាអនាគតប៉ុន្តែអនាគតហ្នឹងវានៅវែងឆ្ងាយវាមិនអាចនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេអត់អាចបដិវត្តអ្នកជិះឡានក្នុងរយៈពេលខ្លីទេទីផ្សារឡាន200លានហើយអញ្ចឹងគិតមើលទៅប្រសិនបើមួយឆ្នាំ10លានអញ្ចឹងត្រូវការពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអាចជំនួសឡានចាក់សាំងអស់អញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែល Warren Buffett គាត់លើកឡើងណាហើយគាត់លើកឡើងនៅពេលដែលមុនតែ Tesla ធ្លាក់បើ Tesla ធ្លាក់ទៀតអានឹងហៅថា Warren Buffett ហៅថាត្រូវអានឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺវាអាស្រ័យផងដែរទៅលើអ្នកធ្វើគឺ Elon Musk Warren Buffett ជួនកាលគឺគាត់តែជាអ្នកមើលនៅពីក្រោយទេគាត់មិនមែនអ្នកធ្វើទេគាត់ជាអ្នកវិនិយោគជាងគាត់មើលនៅពីក្រោយទៅពេល Elon Musk គឺគាត់អ្នកធ្វើជួនកាលគ្នាគឺមើលឃើញខុសពីអ្នកដែលមើលនៅពីក្រោយទី2គឺតម្លៃថ្លៃពេកកាលពី Warren Buffett កំពុងនិយាយនឹង Tesla មហុន300ដុល្លារណាពីណាគេគាត់ថាថ្លៃលើសតម្លៃពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនណាហើយមើលកើតមកក្រោយគេតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាង Toyota ថ្លៃជាងក្រុមហ៊ុនឡានចាស់ចាស់ផ្សេងៗថ្លៃជាង Isuzu ថ្លៃជាង Toyota ថ្លៃជាង Ford តោះនេះមើល Warren Buffett គឺគាត់មើលឃើញអាហ្នឹងហើយគាត់មានទស្សនៈមួយដែលទាំងអស់គ្នាស្លប់ស្ដាប់ quote គាត់និយាយណាគឺគាត់ទិញនៅពេលដែលគេចង់លក់គាត់លក់នៅពេលដែលគេចង់ទិញទាំងនៅពេលដែលមនុស្សនាំមានសម្រុកទៅទិញហ៊ុន Tesla គឺគាត់មើលអត់ឃើញទេហើយគាត់អត់ទិញទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺតម្លៃហ៊ុនវាធ្លាក់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជាងហើយអញ្ចឹងចំចង់ប្រហែលជាតោះនាងនាំគ្នាឆ្លើយតិចមើលតើពេលនេះជាពេលដែល Warren Buffett អាចនឹងទិញហ៊ុនរបស់ Tesla ទេហើយមួយទៀតតើប្រសិនបើគាត់មិនទិញទេតើទៅអនាគត Warren Buffett នឹងខកចិត្តទេតើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នេះជាកំហុសមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសហ៊ុនដែលល្អបំផុតដែលគាត់ត្រូវវិនិយោគដែរទេជួយតម្លាក់ comment ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលដៃស្មាត់ជាប្រភេទដៃប្រណិតតែមានភាពរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងហើយយើងអាចយកដៃស្មាត់ហ្នឹងទៅកែច្នៃជាក្បាច់រចនាឬទៅតាមម៉ូដដែលអតិជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តវិញហេងរចនាដៃស្មាត់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបថ្មីផ្ដល់ផលលើសពីការស្មានពួកយើងធានាផ្ដល់មកវិញនូវលទ្ធផលល្អគាប់ចិត្តដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានដោយការលុបបំបាត់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងញោមញីក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាយបាយការភ័ន្តច្រឡំទាំងឡាយហើយក៏គ្មានទៀតដែរទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់អូហូ Easy Accounting Software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ Cloud Technology ស្រួលនោះស្រួលរងចាំដល់ណាទៀតតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង